Đây, ghi lại đoạn làm kỷ niệm. Một bữa cơm đậm chất người ở miền quê. Miền Tây Nam Bộ. Cho coi món ăn trước đã, rồi cảm ơn sau. Miền Tây Nam Bộ để miền cá cá rô đồng, kho tiêu, lương đồng, kho xả nghệ, ớt. Con này gắn gì tiền? Gắn chung. Gắn chung hả? Gắn chung. Gắn này ăn lên thuốc. Lên thuốc luôn ha. Gà. Gà vườn hầm với lại xả. Gà trống đá. Gà đá. Gà đá hầm xả. Bên đây cá. Cá rô rồi cá mè rồi cá tán lạng luôn. Chiên giòn. Cá lộn xộn. Đây nước chấm, nước mắm me, rồi muối ớt, rau. Rồi. Gà chín rồi nè. Đó đi phượt miền Tây cũng nhờ có chiến hữu. Có vợ chồng chiến hữu đây mới được ăn những cái món mà đặc sản ở miền Tây. Hôm qua là ăn ít đồng. Rồi ít đồng rồi chuột đồng đúng mức. Cá này không có mất tiền. Nông dân kháng lại muốn xong cái nói gợi ý không có cá linh tự đi bắt đem lại cho. Bắt cá rô lại cho. Ừ. Biết ao chú na lắm. Cá được tặng luôn ha. Mình mới biết được là những cái đồ đặc sản mà bán dọc đường có khi không phải là đồ đồng mà cái đồ nuôi vậy. Ngay cả chuột nuôi từ Campuchia mang về. Chứ còn nếu như mà được đồng phải biết người dân địa phương đây người ta mới tìm đúng chuột đồng. Rồi cảm ơn tiền nha. Đây, rồi cảm ơn tiền nha. Rồi ăn một bữa cơm rồi chia tay. Đó. Cho bắt đầu tiếp tục hành trình miền Tây đi. Mình phải về Bình Dương giải quyết công việc. Đấy. Đi thì mê đi lắm nhưng mà công việc lê mê cho nên phải về. Dạ con về mẹ. Tại vì công việc với lại hứa với mẹ ở nhà là phải chở đi tiệc á. Bây giờ người già với lại trẻ con mình hứa sợ lắm, sợ giận. Ngon rồi đó, miếng bún rồi. Không mà cái miếng bún này cái đầu trang cũng bỏ rồi. Quá VIP rồi còn gì nữa. Cho dù có đi khu du lịch có đẹp cỡ nào cũng không bao giờ mà được cái bữa ăn mà ngon mà đúng đậm chất miền quê như thế này đâu. Mà nấu ăn cũng không được ngon bằng tự mình ở nhà nấu. Em cho chị cái ly nè.